Chào mừng các bạn đến với đặc khu hành chính Hồng Kông. Hôm nay mình sẽ thâm nhập vào địa bàn của đại ca Trần Hạo Nam ở tại Hồng Kông. Thì nhiều bạn không biết là ở đâu, thì nó thuộc vịnh Đồng La các bạn. Bây giờ là nó là một trong những cái vịnh mà giàu có bậc nhất ở tại Hồng Kông, thuộc đảo Hồng Kông. Và mình sẽ ở trong cái khách sạn ở tại vịnh Đồng La này. Thì ở bên Hồng Kông rất là đắt đỏ, bạn biết rồi. Tại là mình đang ở tại Lan Quế Phường, rất là nổi tiếng. Cái Lan Quế Phường thì là sẽ là một trong những cái nơi mà ăn chơi tụ tập đông bậc nhất ở tại đảo Hồng Kông này. Thì rất là nhiều giang hồ bảo kê rồi ở trong này. Bạn coi phim bạn biết rồi đúng không? Alo. Chị ở đây rất là nhiều em xinh tươi, thì mình sẽ tới ăn tại một quán rất là nổi tiếng, có sandwich Michelin luôn, thì có diễn viên Hồng Kông nổi tiếng tới ăn rồi. Bạn nào coi hình thì bạn có thể là biết ai không. Kế bên tôi có em ngồi rất là xinh, mấy ông cái Hồng Kông xinh lắm. Sáng hôm sau thì tôi sẽ bắt tàu điện ngầm đi qua một cái nơi gọi là cái quận Loan Tể, cũng thuộc địa bàn của đại ca Trần Hạo Nam luôn, để ăn sáng. Thì đa số người dân đây họ đi bằng tàu điện ngầm là chính các bạn. Đông kinh khủng luôn, chen chúc như bên Nhật các bạn. Thì trong video này mình review cho bạn coi một cái chỗ ăn sáng là ở trên một cái chung cư các bạn ạ. Nó đông như quân miên mông luôn. Thì ăn ở đây là nó lộn xộn, mà bạn phải biết cách ăn thì mới ăn được. Thì ở đây họ ngồi ghép bàn chung với nhau các bạn. Cái mình không biết, mình nhờ được cái chú này, chú hướng dẫn cho mình cách gọi món các bạn. Thì là bạn thấy đi tới đó, bạn thấy không, bạn đi tới bạn lấy những cái thẩu đồ ăn sáng đó để họ tích vô cho bạn, thì sau đó bạn tính tiền sau. Hoặc là bạn có thể ngồi để bạn chờ người ta đem đồ tới cho bạn ăn, nhưng mà khá là lâu các bạn. Vì mình gặp cái cô này mới nhìn thấy mình đeo Rolex. Rolex coi như là trời ơi, vô bán này Rolex luôn. Thì giá trị đâu đó khoảng tầm nửa tỷ các bạn. Bán hàng ăn sáng mà đeo đồng hồ Rolex nửa tỷ là biết giàu cỡ nào. Ok, let's go, theo mình khám phá Hồng Kông nào. Mình đang ở tại sân bay gọi là Xích Liệp Giác các bạn. Xích Liệp Giác gọi là sân bay quốc tế Hồng Kông. Thì Xích Liệp Giác nghĩa là giống như một con cá mú đỏ vậy các bạn. Sân bay thì rất là to các bạn. Sân bay này thì là một trong những sân bay lớn nhất thế giới. Ngày xưa nó khai trương các bạn, thì nó đón tiếp khách quốc tế rất là đông. Khách Tây rất là thích tới Hồng Kông các bạn. Tại vì ở Hồng Kông là bạn xài được YouTube, Facebook. Còn ở tại Trung Quốc là bạn không xài được cái đó, nó chặn hết. Nên rất là nhiều khách Tây họ đến với Hồng Kông, họ không chọn Trung Quốc các bạn, là tại vì không bị ngăn cấm. Bây giờ mình đi xuống tàu điện ngầm đi xuống về trung tâm Hồng Kông, thì bạn có thể đi bằng train ticket nữa các bạn. Thì mình đi bằng cái thẻ gọi là Octopus này, em quay gần cho bạn xem. Đây là thẻ tên là Octopus, thì tiếng Hồng Kông gọi là cái thẻ này gọi là bát đạt thông. Octopus nghĩa là bát đạt thông, nghĩa là đi dùng cái thẻ này là dùng được hết tất cả mọi thứ dịch vụ ở tại Hồng Kông, từ đi xe, ăn uống này nọ, du lịch, mua vé này nọ đầy đủ là được. Trong cái thẻ Octopus này là gọi là bát đạt thông nha các bạn. Sân bay gọi là Xích Liệp Giác đó các bạn, không đi vô tới đây, vô đây. Để đi về khách sạn là mình sẽ đi bằng tàu cao tốc này các bạn. Thì ở tại sân bay các bạn có thể có nhiều phương án, như đi xe buýt, đi tàu cao tốc hoặc đi taxi để về khách sạn. Thì cái sân bay này nằm rất là xa ở trung tâm của Hồng Kông, nên mình nghĩ là các bạn nên đi tàu cao tốc là sẽ tiện lợi nhất các bạn ạ. Giá tiền nó cũng khá là rẻ, bạn đi hai người bạn mua khoảng tầm đâu đó 170 đô Hồng Kông, tính là tiền Việt là khoảng 600 ngàn, vị chi là khoảng 300 ngàn một người một chiều, bạn đi từ sân bay đi về lại đảo Hồng Kông các bạn. Thì cái tàu cao tốc này nó rất là xịn, vô đây bạn có thể bỏ hành lý nè các bạn, thấy không,
bạn có thể bỏ hành lý lên các kệ để đó, xong rồi bạn lựa cái ghế bạn ngồi. Ở đây á là mỗi người đều có ghế để ngồi hết nên không có sợ phải đứng các bạn. Cái này nó khác với lại tàu điện ngầm các bạn, thì cái tàu này là bạn không có thể xài thẻ bát đạt thông đi được, mà bạn phải mua riêng hai cái vé đó. Bạn có thể mua tại quầy hoặc là mua trên mạng vẫn được nha. Thì bạn thấy tàu điện ngầm bên này là có ghế ngồi ở tại sân bay các bạn, nhìn hấp dẫn không? Quay lên phía trước là rất là dài, main quay trước bạn thấy rất là dài nha. Giờ mình chỉ đi thẳng vô trong Hồng Kông thì nó cái điểm cuối của nó là bạn thấy kiểu Hồng Kông không? Hiện tại là tàu đang chạy rất là nhanh nha mọi người, đây mình đi sẽ rời ra khỏi sân bay. Thì ngồi khá là êm, khá là sướng, tàu chạy tốc độ rất là nhanh, khoảng tàu đó khoảng tầm 300 km trên một giờ. Thì đi ngang qua mình sẽ nhìn thấy được là ở ngoài xung quanh là toàn là biển không các bạn, rồi những chung cư mọc lên trên biển. Thì họ đang làm những dự án lấn biển ở tại sân bay này nè, sân bay này rất là to. Đó, bạn thấy không, đi vô sang quốc ngàn. Thì sau khi đi xuống thì bạn sẽ đi qua một cái cổng quẹt, thì bạn có thể dùng điện thoại cái mã bạn quẹt qua cái chốt này, hoặc là bạn mua cái thẻ riêng thì bạn quẹt vào đây. Đi ra khỏi cái chỗ tàu cao tốc này thì bạn có hai phương án nữa, một là bạn đi taxi, hai là bạn có thể đi tàu điện ngầm các bạn. Nhưng mà tại vì hành lý của mình rất là lỉnh kỉnh nên mình đi taxi là tiện nhất, và đa số họ cũng đều chọn đi taxi các bạn. Thì cái giá taxi ở tại Hồng Kông á, thì taxi ở tại Hồng Kông thì nó không có rẻ đâu các bạn, nó cũng khá là mắc và nó phân theo quận các bạn. Ví dụ mình muốn tới đi quận Hồng Kông á, là cái xe nó màu đỏ, là quận Cửu Long nó màu khác các bạn, ở dụ quận màu vàng, hoặc là quận Văn Giới nó khác các bạn. Bạn thấy một điểm thú vị là ở tại Hồng Kông là họ sẽ lái xe bên tay trái các bạn, ở trong bên tay phải. Tại ngày xưa là Hồng Kông là thuộc địa của Anh các bạn, thì lái là tài xế sẽ ngồi bên tay phải xong lái bên phía trái. Đó, đường phố các bạn thì là mình đi xe ngược. Bây giờ mình mới chú ý các bạn thấy không? Ngày xưa tại là thuộc địa của Anh, chút nữa về khách sạn mình sẽ nói rõ hơn cho bạn nghe về lịch sử. Bây giờ là đi ngắm đường xíu. Bây giờ là mình sẽ đi về khách sạn, mình thì đi ngang qua cái vịnh Đồng La. Khách sạn mình nằm trên vịnh Đồng La các bạn. Thì ở đây là cả chọc trời, những tòa nhà đẹp. Thì chỗ này chính là địa bàn của anh Trần Hạo Nam trong phim Người Trong Giang Hồ. Thì lúc trước là nó thuộc địa bàn của Đại Ca B, sau đó Đại Ca B bị hại thì Trần Hạo Nam lên nắm. Thì mình đi về khách sạn, mình nhận phòng các bạn, mình ở trên tầng 32, phòng mình là phòng 20. Thì khách sạn này cũng khá là sang các bạn, dắt vàng dắt lộ lung tung sập hẹn các bạn thấy không, rất là an ninh nữa. Thật sự là Hồng Kông là một trong những thành phố trung tâm tài chính kinh tế của không riêng của châu Á mà của toàn thế giới luôn các bạn. Thì mức sống ở tại Hồng Kông cực kỳ cao và cực kỳ đắt đỏ luôn. Đó, thì đây là cái phòng. Thì mình tiết lộ bạn luôn, thì mình ở đây khoảng tầm 5 ngày 4 đêm thì mình ở khoảng tầm 20 triệu các bạn. Là một đêm 5 triệu, cộng với tiền deposit này nọ nữa hết là khoảng tầm 15 triệu tiền deposit nữa. Cái này vô là mình trả tiền rất là nhiều. Ok. Thank you. So fast. Just come to my room. Đây các bạn, đây là cái phòng mà cái giường king bed rất là to. Chủ yếu là cái giường đã đó các bạn. Ui, Hồng Kông, hương cảng. Sau lưng mình là đây là cái làng chài nghèo ngày xưa các bạn. Bây giờ thì họ làm du thuyền cũng rất là nhiều. TV Panasonic thời ngày xưa nè. Đó. Không gian phòng thì cũng rất là nhỏ, không có to lắm đâu bạn. 5 triệu bạc ở Việt Nam thì bạn ở phòng resort rất là to, rất là bự. Nhưng mà ở tại Hồng Kông như vậy là rất là to rồi bạn. Như phòng mà 30 mấy mét vuông như vậy cũng là bự rồi bạn. Đây thì có tủ đồ, tủ đạc. Thì hướng qua đây là bạn sẽ có, thì em xin đập vô mắt bạn liền, bạn sẽ có bồn cầu, bạn thấy không, rất là nhỏ nhắn xinh xắn. Có cuộn giấy đây đó, nhà vệ sinh rất là nhỏ và không có, bạn thấy không có đồ xịt nha các bạn, không có đồ xịt. Thì tại sao không có đồ xịt các bạn? Tại vì bạn thấy bữa mình đi review series Trung Quốc, các bạn thấy là khách sạn Trung Quốc có đồ xịt các bạn à, nhưng mà khách sạn ở bên Hồng Kông thì không có. Tại vì ngày xưa Hồng Kông là nó thuộc địa của Anh nên nó theo cách sống của Anh Quốc các bạn à. Này thì bên Anh, bên Mỹ thì họ chùi giấy, chùi đít bằng giấy không, bạn không có ấy nha. Đây lúc này thì này cái quầy lavabo thì cũng rất là đơn giản, mở mấy cái ly tách này nọ kiểu dễ ngọc chai tại hương cảng mà. Đó, cũng khá là tinh tế nha. À, dặn nước dặn đồ, có cái gương rồi nhìn ra ngoài đây thì bạn có thể chỉnh được cái rèm này. Đây bạn có thể chỉnh được cái rèm chỗ này để nhìn ra cái gương ngoài đó, chỗ phòng đang ngủ các bạn, chỉnh rèm được đó, chỉnh lên
À, thì hướng qua đây thì được cái là phòng bên mình thì có cái bồn tắm. Ở Hồng Kông bạn biết cái diện tích của Hồng Kông rất là nhỏ, mà cái phòng mình có bồn tắm thuộc dạng cũng dạng là xịn hơn các bạn. To nè đó, chỗ này có bồn tắm, ở đây là cái dạng nước ngồi. Thì nói cho bạn biết luôn, thì ngày xưa là Hồng Kông thuộc địa của Anh. Thì năm ngày 1 tháng 7 năm 1999, ngày 1 tháng 7 năm 1997 các bạn, sự kiện rồng đổi màu các bạn nhớ không ạ? Thì là Anh Quốc trao trả Hồng Kông về lại cho Trung Quốc. Thì sau đó là các bạn điện ảnh Hồng Kông lao dốc này là cái kiểu rất là nhiều thứ. Thì cái chỗ này nó có một cái bàn làm việc tại Hồng Kông thì 5 triệu một đêm nha các bạn, dạng là 5 sao đó. Thì nhìn được cái view hết cả hương cảng đang ngồi đây. Hiện tại là Hồng Kông mình đang đi giờ đang chiều tối. Đây là nhìn được cái view. Đây là cái view ở trong chỗ phòng mình nè các bạn. Đó, view phòng mình thấy đắc địa chưa? Nhìn ra hả bên kia. Bến cảng Victoria các bạn. Quay sơ sơ bạn phòng xíu xong chúng ta xuống Lan Quế Phường chơi. Ok các bạn, hiện tại là mình đang ở tại Lan Quế Phường, rất là nổi tiếng ở tại Việt Nam mình coi phim nhiều đúng không bạn? Thì là trung tâm của Hồng Kông, ở tại đảo Hồng Kông hương cảng. Về đêm, hiện tại là mình đang ở tại lúc là mấy giờ ta? 10 giờ, 11 giờ đêm các bạn, rất là sầm uất nha. Không khí tại Lan Quế Phường thì hiện tại là khoảng tầm 18 độ C. Thì chúng ta chỉ lên trên con đường sau lưng này nè, do ở trong đó cái gì chơi không? Hai bên bạn nhìn nó giống như là bạn đang đi ở tại New York nha các bạn. Đường lên dốc. lên dốc giống như bên Seoul á, Hàn Quốc. Nhộn nhịp đèn neon rồi bạn thấy không? Đèn neon rồi sáng sủa, Circle K, Eleven. Rất là nhiều thương hiệu quốc tế tại Hồng Kông. Khu trên đó bạn nhìn thấy trước mặt rồi taxi không? Tập trung trên nó. Bắt đầu hướng ăn chơi tại Lan Quế Phường. Nhộn nhịp bạn, khách Tây ở đây rất là thích. Khách Tây rất là thích ở tại Lan Quế Phường. Lan Quế Phường rất là nhiều em xinh tươi, để coi có nhiều em đóng phim TVB rồi phim Hồng Kông không các bạn. Taxi màu đỏ là taxi bao thầu ở tại quận Hồng Kông này. Alo. Làm việc của chú tổ giúp tôi. Dạ. Alo. Loading, loading, shotgun the lyrics like I'm bowling, bowling. Keep pushing on, keep rolling, rolling. And when they listen, but I told him one more time. Your favorite MC's bronze or silver. These raps here are golden, golden. Cards on the table, there's no folders. Spit bars at the club, zoning, zoning. TikTok come to London, get ripped off. Man get pissed off when I start lift off. Sweet like flavors, cookie and biscuit. Planted, yeah, the bars I get ripped off. Picked up myself, yo, every time I tripped up. Little petty trendy, the big rock. Me and my G's do everything mix up. Full circle, now everybody linked up. That's irrelevant, maybe like an elephant. Keep it hard but you know that it's elegant. Get mad but always benevolent. Always moving up just leveling. Constantly telling and rhyming, riddling. Cycle through these streets I'm peddling. Hibernating and boom she's back again. Oh, cause a little fire on the track again. Turn the music up, vibe like an icon. Icon, icon. Yeah, if you want buff we can go psycho. Psycho, psycho. Head to head, bar to bar. Turn the mic on, mic on, mic on. Turn the music up, vibe like an icon. Icon, icon. Các bạn thì mình mới order xong thì lên được cái món đây là phá lấu các bạn. Phá lấu ở tại Hồng Kông. Thì Hồng Kông thì rất là nổi tiếng về phá lấu các bạn. Giờ khuya ăn Lan Quế Phường ok chứ bộ. Thì trong này nó có 18 loại phá lấu luôn các bạn. Nè. Đây các bạn. Thì đây là bao tử. Rồi, nó bỏ các bạn biết không? Đậu phộng. Cái sốt đậu phộng mà bên Mỹ các bạn. Rồi cay, bạn có thể ăn bạn thêm tỏi tiết ở đây nữa nè. Tỏi hoặc là đó, tiêu tùm lum á. Nói chung là mình đang chọn loại medium cũng khá là cay phải không? Nè, nó bỏ lung tung rồi bạn. Da heo nè. Nè. Để thử cái này có gì nữa nha. Khoai củ cải trắng. Trời ơi, nó để mấy miếng còn lại củ cải trắng không bạn? Bao tử mà, vậy mà dám kêu 18 loại. Thì mình kêu cái món này nè đó. Thì trên này nó bán súp lòng á. À, cái kem nè, kem mẹ quay nè. À, cái súp này khá là, đây là nổi tiếng nhất của quán nè. Cái này là giống như là dịch. Giống như là nó hầm dịch ra trong vòng 4 tiếng đồng hồ. Đó, thử nha. Thử nè.
Nó dạng như là chúp cua ở tại Việt Nam mình á, thì nó có nấm dịch nó xay nhuyễn ra luôn rồi, nó trồng trắng trứng đó, có bài thịt vịt nè, thịt vịt màu đỏ đỏ này nè, là thịt vịt nha các bạn đó. Ở thấy không gian không? Người đêm mà đông, rất là đông mà nhộn nhịp. Thì hiện tại là 11, 12 giờ đêm mà ở tại Lan Quế Phường rất là đông vui. Mình nghĩ là lúc đó là trước dịch nó còn đông nữa các bạn. À, đây, đây năm mới tại Hồng Kông rồi. Ăn miếng hương củ cải nữa là gì nè. Cũng cay á, cũng ăn cũng được, ok. Thì mình gọi hết là khoảng tầm 99 đô Hồng Kông là khoảng tầm gần 400 ngàn á bạn, cỡ đó, 300 mấy 400 ngàn. Mình nói chung là hôm nay mới bay tới Hồng Kông rồi, rất là mệt các bạn. Tính nói cho bạn nghe một chút xíu về lịch sử Hồng Kông, nhưng mà làm lười quá, mai dậy đi ăn sáng, đi theo chân mình đi review đồ ăn sáng tại Hồng Kông, ăn uống như thế nào, cũng như là mình sống tại những người bản địa vậy bạn. Thì cái quận Lan Quế Phường này á, ngày xưa các bạn biết không, nó là một cái nơi mà rất là nhiều người phụ nữ tới đây họ môi giới lấy chồng lấy con. Ở trước đó nữa là họ nơi bán hàng rong, thì rất là nhiều người khách Tây tới họ mua đồ các bạn. Thì sau này chỗ này thành tụ điểm ăn chơi của khách Tây ba bút. Đây là một phần ruột già béo ngậy luôn các bạn, cái ruột mà chưa cất các bạn. Thì bên Hồng Kông họ làm cái ruột già nhìn béo các bạn, nhìn ngon không? Ui, nhìn nó mập ù luôn. Thử nha. Trời lạnh lạnh ở Hồng Kông á, nhiệt độ như bên Đà Lạt các bạn, du thung mà đông. Ở chỗ này là càng giờ khuya càng đông nha. Có làm cái phường thì lon coca này á, nó bán 12 đô Hồng Kông á, là khoảng 40 ngàn cái lon này nè bạn. Bây giờ vật giá tại Hồng Kông rất là cao, đặc biệt là taxi mà đi rất là cao, nên bạn phải mua cái thẻ là bác đạp thông á, để đi tàu điện ngầm nó rẻ hơn. Đây là nước tăm, mà ở Việt Nam bán nước tăm á khoảng 15-20 ngàn, thì bên này nó bán khoảng tầm 19 đô, là khoảng tầm 40 ngàn. 19 đô đúng không? Sáng hôm nay là mình sẽ dẫn các bạn đi ăn sáng. Thì khách sạn mình ở đây nè các bạn. Bây giờ buổi sáng mới quay cho bạn thấy được, khá là cao á. Hồng Kông thì tòa nhà nào nó cũng cao to quá trời luôn. Tôi ở tuốt trên tầng 32, nhìn ra được cảng bên hướng Victoria bên này nè. Thì không gian ở dưới này là buổi sáng, thì giờ chúng ta sẽ đi kiếm dim sum ăn ở bên cũng ra trên đảo Hồng Kông luôn các bạn. Hồng Kông Island là đảo Hương Cảng đó các bạn. Không gian thì ở đây là hiện tại là do tháng 2 tháng xuân mà cũng đông, trời lạnh lạnh, khá là mát, tầm 2 mấy độ. Không gian chiếu mặt toàn là cao chọc trời không. Thì nói bạn biết luôn, thì Hồng Kông là thành phố mà nhiều tòa nhà chọc trời nhất thế giới các bạn à, chứ không phải là Chicago hay là New York đâu, mà là Hồng Kông chính là nơi có nhiều tòa nhà chọc trời nhất thế giới. Đó là do sao, tại vì đâu bạn thấy từ chung cư, khách sạn, quán ăn vô toàn là chọc trời không, người ta đi bộ là chính. Xung quanh mình, trước mặt mình bạn thấy vòng vòng nè, đây trước mặt mình thì họ đi bộ là chính, và mình đi bộ ra tàu điện ngầm để đi qua bên một cái quận khác để đi ăn. Thì nói cho bạn dễ hiểu thì Hồng Kông nó giống như là cái đảo Hồng Kông này, nó giống như quận 1 ở tại Sài Gòn các bạn à. Thì ở video lần sau mình sẽ review cho bạn coi cái quận cũng rất là giàu có tại Hồng Kông này, giống như quận 2 ở bên Việt Nam mình á. Nhưng mà ở video lần sau bạn nhớ theo dõi. Đây hướng trước mặt nè, thì rất là đông, vui, nhộn nhịp đó. Người ta sẽ xếp hàng đi làm buổi sáng bằng tàu điện ngầm nè các bạn. Thì hướng qua bên trước mặt mình là bạn sẽ đi ra tàu điện ngầm bên này. Thì mình có mua cái thẻ gọi là bác đạt thông các bạn, đi qua ăn sáng đó. Khá là đông vui, các bạn thấy nhộn nhịp không? Không khí nó giống như bên Singapore. Đó. Bạn thấy cái tốc độ đô thị hóa tại Hồng Kông, bạn thấy sao bạn? Phương tiện công cộng là nó chằng chịt luôn.
Hướng ra trước mặt mình sẽ là cái trục đường đại lộ chính, bạn sẽ thấy xe điện rất là nhiều bạn. Qua đây. Nè, đây là trục đường chính, bạn sẽ nhìn thấy xe buýt rất là nhiều, xe buýt 2 tầng ở tại Hồng Kông. Có những xe buýt điện, bạn sẽ nhìn thấy nó chạy bằng điện, là tôi có từ thời mà thuộc địa của Anh các bạn. Từ năm 1888 tới giờ thì có rất nhiều xe điện, hướng qua này cũng là xe buýt rất là nhiều. Bạn có thể đi tàu điện ngầm hoặc là đi xe buýt dạo qua thành phố nè. Đó, các bạn thấy không, có xe buýt đó. Thế bạn thấy không gian ở tại Hồng Kông, người ta đi phương tiện công cộng đông nên họ đi bộ đông đúng không ạ? Không phải như bên Việt Nam mình là đi xe máy nhiều. Đó, nhìn giống như bên Nhật đúng không ạ? Nhộn nhịp bạn. Xe buýt 2 tầng là chính nha. Buổi sáng đi ăn sáng, tôi dậy hiện tại là 9 giờ sáng là tương đương với 8 giờ sáng ở Việt Nam mình. Thì tại Hồng Kông tại nó chạy nhanh hơn tiếng, nó tương đương với giờ bên Trung Quốc các bạn. Thì mình sẽ xuống ga tàu điện ngầm bên này. Buổi sáng thì rất là đông mà. Xuống cho bạn coi không gian đông cỡ nào nè. Này, cái men cả. Đó, cái men đi trước mà. Hướng vô tàu điện ngầm đông. Đây bạn. Thì ở chỗ này sẽ vô tàu điện ngầm nè. Đó. Đây hết còn bảy mấy đồng. Sao? Bạn thấy nhộn nhịp không bạn? Không khí á. Đó, cái men qua trước các bạn thấy không? Không khí á. Không. Thì hệ thống tàu điện ngầm ở tại Hồng Kông nó giống Singapore mà nó đi hết tất cả mọi ngõ ngách ở tại Hồng Kông luôn. Kể cả bên Cửu Long hay là Tân Giới hay là đảo Hồng Kông các bạn. Rộng. Đó. Thì đi ăn sáng có thể đông không? Em đi lên trước nè. Đi xuống nữa bạn thấy không? Em đi quay hướng bên này nè, bên tay phải này đó. Rộng à. Sâu lắm bạn. Đông các bạn. Nườm nượp người. Bên Nhật ở Shinjuku là kẹt xe luôn. Kẹt xe, kẹt người luôn, kẹt người ở dưới tàu điện ngầm luôn. Đây chúng ta rất là hối hả. Bây giờ mình sẽ đi vô quận trung tâm của đảo Hồng Kông nè. Chỗ Kennedy Town, bạn thấy không? Kennedy Town này, thì mình sẽ đi theo tuyến màu xanh Kennedy Town này. Thì mình sẽ đi vô trong cái Central là quận trung tâm các bạn thấy không? Thì chỗ mình đang đứng, mình ở là Forest Hill. Mình sẽ đi tới này để đi ăn sáng. Đây tàu điện ngầm chỗ này. Đây không gian các bạn, buổi sáng rất là đông, xoay một vòng đông lắm bạn. Giờ bạn em đứng quay cho bạn xem nè, nhét người vô luôn nè. Đây nè, đây nè, cuốn này nè, nhét người vô luôn. Đông không? Đâu mà. Thì hiện tại là mình đang ở tại cái quận Loan Tể. Quận này là 118 quận ở tại Hồng Kông và là 104 quận ở tại đảo Hồng Kông Island các bạn à. Thì quận này là có thu nhập bình quân đầu người rất là cao. Dạng cao nhất Hồng Kông á. Vô đây ăn. Đây. À, chúng ta sẽ vô tiệm này ăn sáng các bạn. Ồ. Bên này thờ quan nhị ca các bạn, bên Hồng Kông thờ quan nhị ca rất là đẹp các bạn, nhìn oi dũng luôn. Thì ở dưới này họ bán đồ khô, ở trên là bán đồ ăn sáng. Ôi các bạn, mình đã tới được cái quán ăn sáng dim sum.
Thư Giãn là nổi tiếng nhất ở tại quận Loan Tệ, Hồng Kông mà. Oh, thấy rồi. Quá trời đồ dim sum. Rất nhiều loại các bạn. Bạn có thể lựa đồ ăn xong rồi bạn tới bạn ăn. Thì đây là không gian à. Đông không? Đây là bạn có thể lựa ăn theo kiểu buffet, bạn ăn bao nhiêu trả bấy nhiêu. Đây là các loại dim sum. Trong này là mấy món. Đó, không gian là bạn sẽ lựa bạn ăn hai người. Đây. Chỗ này rất là nhiều đồ ăn sáng, rất là nhộn nhịp. Bên Hồng Kông thì quán này là được quán này được sang Michelin luôn các bạn. Đậm thế. Dạ chú. Dạ dạ. Đây các bạn. À. Bà sẽ ngồi một chỗ. Dạ dạ. Chả. Chị. À đó, oolong tea. Oolong tea. Dạ dạ dạ. Đây các bạn, họ sẽ cho bạn cái tờ này nè, ăn sáng ăn gì đó tích vô 1,5-9 người vậy nè. Mình không hiểu là gì luôn, không có tiếng Anh nữa. Không gian rất là nhộn nhịp các bạn. Không khí ở trước à. Này là có Michelin đàng hoàng các bạn, sáng vui. Đây, thì trên bàn nó có một cái chén, một cái ly. Đây mình cái. Đây mình cái. Trên cái bàn nhỏ 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 nhỏ. Nhìn khá là xinh xắn. Dạ. Yeah. À. Dạ. Yeah. Oh, yeah. Thì là bỏ vô rót trà vậy phải không? Đúng rồi. À. Cái này là nằm trên tầng 2 mà các bạn là phải biết ngõ mò nha, có Michelin đàng hoàng các bạn, dim sum. Điểm sắm á. Mua miếng chèo lòng rồi. Chén bát văng đùng 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 đùng. Cái này là nó giống như cái chợ vậy các bạn. Nhộn nhịp. Nhờ được gọi sao ta? So this kind of it's a register. Ah, yeah, yeah. It's a register. It's a small thing. Small. Different price. Ah. The dim sum. Ah, the dim sum. Price. Ah, yeah. Okay. So you. Yeah. The trolley. Ah, so I come to this. You can come. Ah, yeah. To and the I take. Trolley and take, or you can wait until they come. Ah, okay. Okay, okay. You take a dim sum. Yeah. Depend on which kind of dim sum. Yeah, yeah. If it's small, then you put a stand. If it is medium, then put here. Yeah, yeah. It's a large. The large. It's a special. Special. So how the small how many beef in the small? It depends on different. Different. The price is different. It means different price. Okay, different price. I got it. Then you pay with the cashier. The cashier. Okay. I got it. So I come here. From this. Yeah. Đi vào đây mà. Chị lấy gì ăn à? Đây các bạn. Giờ mình đi kiếm gì ăn rồi. Ồ, quá trời món luôn. Không được. Cái này đi. Mình sẽ lấy cái này các bạn. Ok. Gì nữa không? Còn gì nữa ăn nữa không? Bạn cái à? Lấy cái này đi chứ. Yeah. I got it. You want to eat? With me? Okay, yeah. Yeah. Go ahead. Yeah. Go ahead. We can share. And one more spoon. Yeah, you would. Yeah, yeah. So you enjoy yourself. Yeah, thank you, sir. You are Thai, right? Yeah. You are Thai. A Thai. What do you mean? Thailand, right? No. I'm from Vietnam. Yeah, you know. And you? You the Hong Kong? Hong Kong, yeah. You think it's okay, I'll try this. Đây là cái món điểm sắm các bạn. Mình thử coi. Đây là cái bộ lòng nè. Đó, làm nhìn ngon các bạn. Này, thử nè.
first time here? First time. Yeah, the first time I come here. Your English is so good. Your English is very good. You are excellent. No, you know, before I came to the China, the Chinese cannot speak English. But in the Hong Kong, every people can speak English. Yeah, that's good. Họ đang tới mà. À. Nhộn nhịp quá. Để biết cái gì đó, thử lại. À. Tớ sẽ à, ok. À. À, phải hai cái đi. Ở đây bạn. À, chưa lấy điểm sắm tới mình ăn. Khi mình bỏ qua đó xíu nè. À. Hết. À, đây bạn không biết là gì. You know what it is? This is pork. Yeah. The pork. And what it is? It's chicken. À, the inside. À, the chicken inside bạn. Cái này là cái này tàu hủ kỳ non bỏ trong này là gà. À. The tofu. The fried tofu. Yeah, tofu. Là tàu hủ chiên các bạn, ở trong là chicken. Còn này là thịt heo. À, yeah, okay. The pork. Okay, yeah. This is a beef. À, this is a beef. Đây là cái này là lòng bò. Đây là bò. Đây đây là gà, này là heo. Mình ăn thử các bạn. À. Béo thầy luôn không? Vừa ăn đó mà không cần chấm gì đó. Rồi hơi uống với chèo lòng à. Bên này họ ăn cái này luôn bạn. Đây là phổi bò. Is the lung. The lung of the beef. The lung. This is the lung. Intestine. Inside. Ah. The organ. Some of the organ. Ah, yeah. Inside beef. Đây là nội tạng của bò các bạn. Yeah, this is, I don't know what is it. Maybe a stomach. Yeah, got it. These are lots of meat. Yeah, meat. Mm. Đây là con chích cầm nè, thử chích cầm nè. Đây các bạn, thử nha. Cục nó bự á. Ở trong là nó có nhiều loại á. Cứng cứng. Cái thì đây là bóc. Pork and chicken. Pork chicken. Mix of the... À, mix. Là mix. Đây bạn cho bạn coi thử trong này có gì nha. Mình đang thắc mắc nè. À. Là chicken. Nó bỏ nguyên một cái miếng có xương của gà vô bạn. Chicken. Đó. Đây là miếng thịt heo. And what do you call this? The name of the food. How do I don't know how to translate in English this? But the Hong Kong, Hong Kong. Tai chả. Tai means chicken. Tai means chicken. Tai means bind together. Chúng ta run lại kia. Wrap it. Wrap. Okay, got it. Cái món tai chả, cái nghĩa là cái món này là. Okay. I got it. Put some pot there. Ngon. Heo họ hầm thôi cũng ngon các bạn. Mình thấy ẩm thực của anh Hồng Kông, thấy ăn mút đó bạn. Ngon, ẩm thực Hồng Kông ngon bạn. Trong này có một miếng nấm nữa. Đây là miếng tàu hủ kỳ. Thử bạn. Good. Ngon bạn. Thì mình ăn bao nhiêu á. Bạn ăn bao nhiêu thì bạn chia em. Người ta chia tích cho bạn này. Ăn thoải mái, cũng ăn nhiều cũng được á. Thì trong này khách Tây rất là nhiều. Cái quận này á, mình nói bạn là cái quận Loan Tể. Thì cái quận này á, dân trí họ rất là cao. Giống như cái chú ngồi bên cạnh mình á, tôi thống kê cái quận này á, là 50% là dân số là có bằng đại học, nghĩa là học đại học. Và họ nói được song ngữ là English và Cantonese. Tiếng Hồng Kông, bạn tiếng Quảng Đông á. Bạn thấy không? Chú đó già nhưng mà nói tiếng Anh rất là good các bạn. Mình đi Mỹ về mà mình nói không bằng ổng luôn á.
Tại ngày xưa chỗ này á, nó là thuộc địa của Hồng của Anh. Năm 1839 diễn ra chiến tranh Nha Phiến với lại nhà Thanh, sau đó năm 1841 thì bên Nam Kinh, bên nhà Thanh các bạn, họ ký cái hiệp định với lại bên gần bắn với bên Anh, sau đó thì Hồng Kông trở thành là một vùng đất của Anh luôn các bạn, lãnh thổ thuộc Anh. Thì đến năm 1900 ha, đây cái tiếp dạ. What is that? Cơm. Cho cái này hết. Rồi ơi. Ngon. Dạ dạ dạ. Phần bự luôn bạn. Ngon bạn, thịt đít cho. Tảo bự luôn. Thank kia, đó ông xe. Ở đây. Tiếp theo mình sẽ ăn thử cái món này cho bạn coi thử là nó là cái gì nha. Đây. Mình không biết là cái gì nhưng mà có hai cái trứng ốp la lên trên. Ở dưới này là một phần đây các bạn. Bạn nhìn ở dưới nè. Cái là gì ta? Xịt xì dầu vô. Cơm. Banh dưới nha, banh dưới lên nè. Nè, cơm nè bạn thấy chưa? Thật sự là nó không có tiếng Anh đâu, mình không biết là món gì. Mình thử coi. Thử một xíu coi. Mình nghĩ chắc ở trên này là họ phủ thịt đó các bạn. Thịt băm. Thịt băm họ nói không, họ phủ lên trên ở dưới là cơm. Đây là ăn sáng á. Ăn sáng thì ngon ngon. Ở gần cái trứng. You know this? No, what is this? Beef. Minced beef. And rice. So what do you call in Hong Kong? It's a hot pot rice. Hot pot rice. Cái này là một cái lẩu lẩu cơm. Một cái nồi cơm, một chén cơm nóng. Hot pot này. Pretty good. The food in the Hong Kong very delicious. Yeah. Sorry. Okay. I got it. Yeah. Thank you. You don't eat? I already finished. Already finished. Yeah, so you come here only you? Yeah. Every day? Almost every day. Almost every day? Almost. So what kind of food do you like? It's typical traditional. So this restaurant, what's the year they open? How many years? Yeah. It's, I think over 70 years. 70 years? Yeah. Change the name. They change the name. And change how about the owner? They change the owner. No, the same the owner. Yeah. 70 năm rồi các bạn. Ok, có đi. Món này cơm ngon á. Thử miếng coi. Nóng. This restaurant like in my old day when I was a kid. Little boy. You little boy. Yeah. Oh. You know my dad brought me to this restaurant. That is it. Share table. Yeah. So funny. Nó là bé nói là từ thời mà nó còn nhỏ là đi ăn với ba mẹ là ở đây rồi, quán này tới 70 năm tuổi rồi và họ ngồi với nhau, họ xe bàn với nhau gì thì thoải mái các bạn. Cái văn hóa Hồng Kông rất là good các bạn. Dạ đi. Đây bạn. Nhiều quá. Dạ. To chè. Ok, to chè. Hấu lên à. Wow, đang nhìn cái đầu này wow. Dạ, the Rolex. Nói như là, trời ơi, ghê chưa, bán này Rolex luôn. Đúng rồi, yeah. Wow. You're so rich. Dạ, bán đi xong đi Rolex luôn, quá giàu luôn. Rolex đẹp quá trời đẹp, là Seabox. Đó, dòng thể thao luôn mới chịu nha. Đây, thử cái này các bạn. Cái này Summer Raw. Thử coi. Này trong có tôm đúng không? Này chả ra. Để xin ăn với xì dầu nè. Tôi chè. Thì bên Hồng Kông á, bên Hồng Kông gọi là tô chè là thank you các bạn, còn bên Trung Quốc là xì xì.
Cái gì là in China? Yeah, yeah. So you speak Cantonese? Cantonese. No, Cantonese. Yeah. And Mandarin in the Beijing. So you are tourist, or you're writing something, or you're working in a travel magazine. Yeah, 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 yeah. TV or whatever. I am a YouTuber. Yeah. I'm a YouTuber. Did you know YouTube? YouTube. Yeah, yeah, YouTube. So I travel. Travel. So you introduce. Yeah, yeah, yes. I have four million subscriber. Four million. Yeah, yes, subscriber for the travel. I travel around the world. You must be very famous. Yeah, yeah. Right. Yeah. Million for. Yeah, yes, yeah. So your name? So. I know. My name is Khoa Book. Khoa is my name, and Book is. Yeah, and then. So I search which one? Yeah, yeah, yeah. See, yeah, 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 you can see. Let me become your 4 million and 1. Yeah, yeah, thank you, sir. 4 million. Yeah, yeah, yeah. Ok, các bạn, chúng ta sẽ ăn món cuối là món. Món này gọi là gì quên rồi? Xíu mại các bạn, dim sum xíu mại gì đó. Nãy giờ ngồi ăn nè. Một đống luôn. Full bàn luôn phải không? Thử ngon không nha? Đây xíu mại dim sum nè. Nè. Chấm miếng xì dầu rồi. Mày sẽ chấm miếng xì dầu này nè. À. Nó giấm nó chua. Tươi rói mà. Ngon á, thơm. Nó tươi vô trong á. Nãy giờ ngồi nói chuyện với mấy bác. Như bác bên cạnh, ổng mới về rồi mới nói với bạn nghe được. Nó sẽ ăn giỏi các bạn. Ở thăm Việt Nam mình lung tung như phiền đủ trò vui. Thì các bạn biết người Hồng Kông á, là khi bạn gặp người Hồng Kông bạn không thể nói người ta là người Chinese được các bạn. Người họ không thích là người China đâu, họ thích là người Hồng Kông hơn các bạn. Còn như thế nào thì chắc là hẹn các bạn ở video lần sau. Giờ mình ăn xong đem tính tiền xong mình sẽ đi nghiên cứu cái ẩm thực ngon hơn nữa các bạn. Đi ăn seafood nè, đi qua mấy cái địa điểm du lịch khác nữa. Thì video này cũng khá là dài rồi. Thì đây mới là tập 1 thôi. Tập 2, tập 1 thì mình sẽ đặt tên gọi là Mảnh Long Quá Giang các bạn. À, tên tiêu đề mình sẽ đặt là gì? Tại vì cái tiêu đề giống như là ngày xưa Hồng Kông rất là phát triển rực rỡ. Thì sau khi quay về Trung Quốc á, thì Hồng Kông đi xuống rất là nhiều. Trước đó là kinh đô điện ảnh của thế giới này nọ. Thì mình sẽ review cho bạn coi ở các tập tiếp theo. Thì bạn nhớ follow. À, thì giống như Mảnh Long là cái gì? Mảnh Long là con rồng rất là mạnh đúng không? Quá Giang là phải đi gọi là bị xe cơ lỡ vận các bạn. Thì Hồng Kông bây giờ là mình cảm thấy là cái con người Hồng Kông á, người ta cảm thấy giống như có chút gì đó sợ hãi các bạn, cái gì đó mà lo lắng về cái việc mà sát nhập về lại Trung Quốc gì đó. Mình không nói về chính trị nhiều, cũng ngồi nói chuyện với mấy bác nó xong á khá là vui. Ok, ở đây thì Hồng Kông nó có rất là nhiều cái địa khu rất là hay, như Cửu Long nè, Tân Giới nè, rồi phim trường Hollywood, rồi Đại Lộ Lanh Bọng gì đó. Thì hẹn cái video ở lần sau. Giờ mình ăn xong ra đó mình tính tiền thử thế nào. Nhưng mà cái ẩm thực của Hồng Kông thấy cũng khá là ngon các bạn, nhiều và ngon lắm bạn. À. Sau khi ăn no nê xong chúng ta ăn hết 250 đô. Khoảng tầm 700 ngàn các bạn. Tóc 700 ngàn gì đó. À. Giờ đi về đi chơi tiếp nha, bạn đón thêm ở video lần sau. Giờ đi về đây, không gian rất là nhộn nhịp. Cũng khá là vui các bạn, sáng cũng ok, hai người vô uống trà nói dóc. Văn hóa bên Hồng Kông ok, quán này có xe Michelin nữa các bạn. Ủa các bạn ăn xong rồi non đây, quá giờ chúng ta sẽ đi qua chỗ kia chơi, ăn seafood rồi qua cái ngắm toàn cảnh Hồng Kông, rồi qua chỗ Hollywood này nọ, đi thăm Châu Tinh Trì, Châu Nhuận Phát, rồi Thần Bài, rồi Tết Nhất nữa không? Thì nhớ đón xem ở tập sau. Thì tập này là kết thúc ở đây, xe điện cái đồ đi ha. À, đi xe điện thử ha.